Sáng 19 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Rai và Viettel Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025. Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất 5 nội dung hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, gồm giải pháp chuyển đổi số phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, hạ tầng số, giải pháp chuyển đổi số trong phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn an ninh mạng, chuyển đổi số trong một số ngành lĩnh vực ưu tiên, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác để hai bên hỗ trợ triển khai các chương trình cụ thể phù hợp với các quy định của pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch, chỉ đạo về chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh và của địa phương.